Chúa theo Thánh Luca, chương 23, câu 35 đến câu 43. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần, đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: Đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giê-xu: Ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Quý vị và các bạn thân mến, giờ đây chúng ta hãy cùng nhìn vào hình ảnh của hai tên gian phi trong trang Tin Mừng hôm nay. Trước hết, qua những lời đối đáp mà tên gian phi thứ nhất đã nói với Chúa Giê-xu, chúng ta thấy dường như anh ta có cá tính khá ương bướng. Có vẻ trong con người anh ta không còn chỗ cho sự thông cảm, thương hại và lòng nhân đạo. Ngay cả khi cái chết gần kề, anh ta vẫn không hề tỏ cho thấy sự ăn năn và hối lỗi của mình. Với thái độ như thế, Chúa Giê-xu đã không thể đến và ở gần với anh ta được. Bởi chưng không ai có thể cứu vớt một người mà chính bản thân người đó không hề muốn được cứu rỗi. Giống như ánh mặt trời không thể soi chiếu vào phía sau bức màn đã khép kín vậy. Quả thật, sự tha thứ của Chúa luôn sẵn có, nhưng quan trọng chúng ta có dám mở lòng để đón nhận hay không. Riêng đối với tên gian phi thứ hai, khi bị treo trên thập giá, đó là khoảng thời gian quý báu để anh nghĩ lại những gì anh đã hành động trong quá khứ, để anh suy gẫm về cuộc đời mình. Anh đã thấy những gì? Một đống hoang tàn đổ nát. Những cơ hội bị bỏ lỡ chỉ còn là chuyện nhỏ so với việc anh đã bỏ lỡ, đã phí phạm cả một cuộc đời. Khi đối diện với tình cảnh đau thương của mình, rõ ràng anh có thể bào chữa hoặc quy trách nhiệm cho người khác, những người nuôi dạy anh, môi trường sống, bạn bè. Nhưng anh đã không làm như thế. Thực tế anh đã nói với người bạn tử tù của mình rằng: Chúng ta chịu như thế này là đích đáng vì xứng với việc đã làm. Anh hoàn toàn lãnh trách nhiệm về mình. Đó là một thái độ đáng cho chúng ta suy gẫm. Bởi chưng ngày nay người ta thường hay có khuynh hướng không nhận lỗi về mình, mà lại tìm cách đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên, chúng ta phải chân nhận rằng làm theo điều mà tên gian phi hối cải đã làm cũng chẳng dễ dàng gì. Vì lẽ, trong bầu khí tại đồi Golgotha,
trước sự chế giễu của những kẻ lãnh đạo tôn giáo, sự nhạo báng của những tên lính cũng như của tên gian phi kế bên. Anh đã thực hiện được cử chỉ hối lỗi như thế là thật đáng thuyết phục. Hành động hối cải của anh rất cao quý, mặc dù điều đó có lẽ sẽ vô ích cho anh nếu như không có một ai đó đủ khả năng để giúp đỡ anh vào lúc ấy. Nhưng Chúa Giê-xu, vị vua nhân từ và là bạn của những người tội lỗi, đã hiện diện ngay đó. Thái độ sám hối khiêm nhường và triệt để của anh đã làm Chúa động lòng thương. Chúa đã đem đến cho anh không những ơn tha thứ mà còn trao ban cho anh cả nước trời nữa. Lạy Chúa Giê-xu là vua tình yêu, xin nhìn đến những ai đang đi đến đoạn kết của cuộc đời mà không có gì để cho họ cảm thấy là tốt đẹp, không có gì để họ có thể tự hào trong cuộc đời của họ. Xin cho họ luôn biết tín thác vào sự khoan phòng và lòng thương xót của Chúa, để mỗi khi sa ngã, họ biết can đảm đứng dậy mà làm lại cuộc đời, hầu đáng được hưởng ơn cứu độ Chúa.